Theo Reuters, thư ký báo chí Nhà Trắng hôm 3 tháng 5 nói với các phóng viên rằng Mỹ không khuyến khích hoặc tạo điều kiện cho Ukraine tấn công bên ngoài biên giới của mình. Thư ký báo chí Nhà Trắng cũng lên tiếng sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào Điện Kremlin. Các quan chức Nga đã quy trách nhiệm vụ tấn công cho Ukraine. Trước đó, sáng ngày 3 tháng 5, Văn phòng Tổng thống Nga thông báo hai máy bay không người lái loại nhỏ đã bị hạ gục bằng các biện pháp tác chiến điện tử tại khu vực nơi làm việc của ông Vladimir Putin. Trong tuyên bố, Điện Kremlin mô tả vụ tấn công là hành động khủng bố được lên kế hoạch trước của lực lượng Ukraine và là một âm mưu nhằm vào nhà lãnh đạo Nga. Các lực lượng Ukraine được cho là đã tiến hành nhiều cuộc tấn công trên đất Nga kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow ở Ukraine bắt đầu vào năm 2022. Các quan chức Mỹ khi đó đều khẳng định không khuyến khích cũng như không cho phép các cuộc tấn công, điều mà Ngoại trưởng Antony Blinken từng nói sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào các cơ sở quân sự Nga hồi tháng 12 năm 2022. Phản ứng trước vụ tấn công trong đêm ở Moscow, Điện Kremlin nói rằng Nga bảo lưu quyền trả đũa ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào nếu thấy cần thiết. Trong khi đó, văn phòng của ông Putin chưa cung cấp bất kỳ thông tin nào về việc trả đũa.